Phần tiếp theo mình xin giới thiệu với các bạn đó chính là cái tính năng của camera trước. Rồi, đối với camera trước thì mình chỉ có hai chế độ chụp, một là chế độ chụp bình thường, hai là chế độ chụp ảnh VIP, tức là chụp hai camera nha các bạn. Và cái điều khá là thú vị ở đây với camera trước đó là tính năng tự động nhận diện khuôn mặt và hiển thị lên cái chức năng làm đẹp. Ở đây bình thường nó không nhận diện được gương mặt của mình, hay là cho nên là nó sẽ không có hiển thị cái tính năng làm đẹp ở đây. Và nếu khi mà mình quay camera nó nhận diện được gương mặt của mình rồi thì ngay lập tức các bạn thấy có một cái biểu tượng gương mặt ở đây nữa ha. Rồi bật cái tính năng tự động làm đẹp lên đó, các bạn chạm vào nó ngay lập tức là tính năng này sẽ được kích hoạt ở cái mức độ mặc định từ nhà sản xuất. Cái mặt của mình đã được làm mịn và làm trắng hơn rất là nhiều. Nếu như các bạn muốn chỉnh thủ công thì mình sẽ bấm vào biểu tượng hình cây viết với 3 ngôi sao này. Rồi mình sẽ có hai cái chức năng, một là xóa nếp nhanh, hai là làm trắng cái da của mình. Đó, các bạn có thể điều chỉnh tùy theo cái nhu cầu của mình. Và sau đó thì các bạn thực hiện một cái thao tác chụp tấm hình ha. Rồi, tính năng tiếp theo khá là thú vị đó nữa chính là cái tính năng phát hiện cử chỉ ở trên camera trước. Chúng ta thấy có biểu tượng là cái bàn tay hai ngón này, rồi các bạn kích hoạt nó lên. Rồi ok. Các bạn muốn chụp hình thay vì phải bấm vào màn hình thì các bạn chỉ cần giơ cái bàn tay lên. Ok. Nó phát hiện được cử chỉ thì nó đếm rồi đó các bạn ạ. Rồi ok, chụp được một cái tấm hình nha. Và xin cảm ơn các bạn ạ.